không có con đường tắt, không có con đường dễ dàng. Hãy chấm dứt sự mơ hồ ngay từ ngày hôm nay. Mọi thành công đều gắn liền với nó là mồ hôi, nước mắt và cả máu. Có hai loại sợ hãi khiến cuộc đời của bạn vẫn mãi mãi như thế. Một là sự sợ hãi không có đủ. Tôi không đủ giỏi, tôi không đủ tài, tôi không đủ trí tuệ, tôi không đủ sự thông minh. Sự không có đủ. Sợ hãi thứ nhất đó là sợ không đủ. Nửa đêm ôm gối nước mắt đầm đìa, tôi đã khổ thế nào khi mình không có tiền. Nhưng đó là một trong những điều đã làm cho tôi hiểu rằng không đủ chính là động lực để phải vươn lên phía trước, chứ không phải dừng bước trước những điều mình không có đủ. Và tất cả những con người có đủ ngày hôm nay có thừa để mang ban tặng cho những người khác.